Các bạn thân mến, trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái phương pháp để tìm cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác dựa trên cái phương trình bậc nhất SyncCode. Thế thì cái ý tưởng chính ở đây á, đó là việc chúng ta sẽ lợi dụng cái điều kiện có nghiệm của phương trình. Như chúng ta đã biết là cái phương trình bậc nhất SyncCode thì nó sẽ có dạng là A sin x cộng với lại b cos x bằng c. Trong đó thì x ở đây các bạn lưu ý là người ta có thể thay bằng một cái biểu thức của x chứ không nhất thiết là lúc nào cũng phải x. Đương nhiên là chúng ta sẽ phải có cái điều kiện là abc là hằng số và ab không đồng thời bằng 0. AB không đồng thời bằng 0. Thì khi đó chúng ta sẽ có rằng là cái phương trình này có nghiệm. Phương trình có nghiệm, cái điều kiện có nghiệm của nó có nghiệm khi và chỉ khi A bình cộng với B bình phải lớn hơn hoặc bằng C bình. Cái điều kiện có nghiệm này thì các bạn có thể xem lại các cái video trước mà tôi đã hướng dẫn đối với loại phương trình này. Thế thì ở đây như tôi vừa nói, chúng ta sẽ dựa vào cái ý tưởng chính, đó là việc chúng ta tìm điều kiện có nghiệm cho cái phương trình này. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với một loạt các bài toán ở đây. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn xử lý từng bài toán một. Bài toán yêu cầu là tìm cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các cái hàm số sau. Để chúng ta có cái hàm số thứ nhất là y bằng 2 sin x cộng với lại 3 cos x. Thế thì để tìm được giá trị lớn nhất nhỏ nhất thì bước đầu tiên bao giờ chúng ta cũng phải làm ấy, đó chính là tìm cái tập xác định hay là điều kiện xác định. Thì ở đây cái hàm số này là hàm tổng của hai cái hàm sin và cos, như vậy là tập xác định của nó chỉ là R thôi, đúng không? Tiếp theo thì như tôi vừa nói, đối với bài toán này thì chúng ta sẽ lợi dụng, các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có cái biểu thức bậc nhất sin cos, đó là 2 sin x cộng với lại 3 cos x bằng bằng y, đúng không? Thế thì các bạn lưu ý là tìm cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất, tức là cái các bạn gần như là các bạn tìm cái tập giá trị của thằng y này, tập giá trị của thằng y. Mà để có được cái sự tồn tại của thằng y thì đương nhiên x phải tồn tại, hay nói cách khác là cái phương trình của cái hàm số này, hay nói cách khác là cái phương trình mà đối với ẩn x ấy, thì nó phải có nghiệm. Đấy, thế dựa trên ý tưởng như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Ở đây tôi sẽ làm tự luận nhé, còn các bạn khi làm trắc nghiệm thì các bạn sẽ đẩy nhanh cái tốc độ một chút, bởi vì hệ số ABC chúng ta biết rồi. Cái hàm số của mình có thể viết thành là 2 sin x cộng với lại 3 cos x bằng y. Như vậy các bạn nhìn thấy được cái hệ số A ở đây tôi có thể chọn bằng 2 này, B ở đây là bằng 3 này, đúng không? Và C chính là bằng y. Như vậy là cái phương trình này có nghiệm. Đương nhiên là muốn tồn tại y thì chúng ta phải cái phương trình này có nghiệm đã, đúng không? Phương trình này có nghiệm khi và chỉ khi cái a bình, tức là 2 bình phương cộng với 3 bình phương, nó phải lớn hơn hoặc bằng y bình phương. Đấy. Thế thì đến đây chúng ta thấy rất là dễ dàng rồi, đúng không? Chúng ta có được là 2 bình là bằng 4 này, đúng không? 3 bình bằng 9, như vậy là 13 lớn hơn hoặc bằng y bình. Cái này thì chúng ta giải dựa trên cái bất đẳng thức bậc bất phương trình bậc 2 thôi. Chúng ta có được cái trị tuyệt đối của y thì nhỏ hơn hoặc bằng căn 13. Đấy. Và y ở đây của mình thì lớn hơn hoặc bằng trừ căn 13 và nhỏ hơn hoặc bằng căn 13. Đấy. Nhưng vấn đề ở đây chúng ta phải thấy được là cái giá trị nghiệm, cái nghiệm của, tức là cái x tương ứng khi mà chúng ta có cái dấu bằng xảy ra ấy, thì khi đó thì sẽ tồn tại cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. Thì ở đây chúng ta lưu ý là cái dấu bằng thứ nhất, tức là y ở đây bằng căn 13 khi nào thôi, đúng không? Y bằng căn 13 khi và chỉ khi là cái phương trình 2 sin x
cộng với 3 codec bằng căn 13. Và rõ ràng là trong trường hợp này nó tồn tại nghiệm, nó có nghiệm đàng hoàng bằng cách các bạn giải cái phương trình này ra, đúng không? Như vậy là tồn tại cái giá trị của x, tồn tại giá trị của x, tức là cái giá trị này chính là giá trị lớn nhất. Đấy, tương tự như vậy trong trường hợp là y bằng trừ căn 13 thì các bạn cũng làm tương tự. Đấy, chúng ta cũng có được là cái này là 2 sin x này, cộng với 3 cos x bằng trừ căn 13. Đấy, như tôi vừa nói, những cái cách giải, cách các bạn giải ở đây đó là các bạn sẽ chia cả hai vế cho căn 13 này, đúng không? Cái ABC chúng ta làm từ trước rồi. Cái mục đích của việc này chỉ để nhằm là gì ạ? Chúng ta chỉ ra sự tồn tại của cái x khi y bằng căn 13 thôi. Tức là có giá trị x để y bằng căn 13. Đấy. Bằng 1. Và đương nhiên chúng ta đặt sin cos alpha mà chúng ta giải tiếp cái này. Đấy, cái này các bạn phải thực hiện cái công việc giải tiếp. Thì khi đó chúng ta mới kết luận được là giá trị lớn nhất của cái hàm số này là bao nhiêu và giá trị nhỏ nhất của nó là bao nhiêu. Cụ thể ở đây chúng ta có được cái giá trị lớn nhất, đúng không? Giá trị lớn nhất của hàm số chính là bằng căn 13 khi và chỉ khi x bằng, ở đây các bạn phải để ý đây, x phải thỏa mãn cái điều kiện này. Đấy. Cái này thì các bạn sẽ phải tự giải tiếp cái phương trình này với cái việc là chúng ta sẽ đặt, các bạn lưu ý nhé, chỗ này chúng ta có thể đặt cái 2 trên căn bậc 2 của 13 là bằng sin alpha đi, đúng không? Chúng ta đặt là 3 trên căn bậc 2 của 13 là bằng cos alpha, với alpha là nằm trong khoảng từ pi trên 2 đến pi trên 2. Đấy. Chúng ta lấy cái giá trị alpha như vậy thì khi đó cái phương trình của mình nó sẽ trở thành cái này thôi nhé. Tôi giải hướng dẫn lại một lần nữa để các bạn nhìn thấy. Đấy, cái phương trình này nó sẽ trở thành là sin alpha nhân sin x cộng với lại cos alpha nhân cos x bằng 1. Hay nói cách khác, cái này chính là cos của x cộng trừ đi nó x trừ đi alpha bằng 1. Đấy, như vậy chúng ta tìm được là x trừ đi alpha ở đây phải bằng là k2pi hay x bằng alpha cộng với k2pi k thực z. Đấy. Cái này thì các bạn có thể giải ra ngoài nháp và các bạn đưa kết quả vào cũng được. Ở đây chúng ta có x bằng alpha cộng với k2pi với k thực z, trong đó alpha thì thỏa mãn cái điều kiện này, thỏa mãn điều kiện. Đấy, các bạn nhìn ở đây. Đấy, tương tự như vậy là cái giá trị nhỏ nhất, các bạn xử lý tương tự, giá trị nhỏ nhất của y chính là bằng trừ căn 13 khi và chỉ khi là x ở đây sẽ bằng cái này, các bạn giải tiếp. Đấy. Thì cái công việc của mình ở đây nó khá là dễ dàng. Cái này các bạn có thể tính được thì các bạn sẽ thấy ngay là cái này nó chính là alpha cộng với này pi cộng k2pi, đúng không? Đấy. Và thực ra đấy thì dựa trên ý tưởng của cái phương trình bậc nhất sin cos này thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta có thể giải được cái bài toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. Tương tự như vậy bây giờ chúng ta sẽ làm các cái phần còn lại dựa trên cái ý tưởng như vậy nhé. Các bạn để ý một chút thì đối với cái phần B này, phần B thì các bạn nó chưa có đúng dạng, chúng ta sẽ biến đổi bằng cách là dựa vào cái công thức chúng ta học, công thức nhân đôi, đúng không ạ? Chúng ta chuyển cái 4 sin x cos x thành là 2 lần sin 2x, như vậy nó sẽ trở thành là bậc nhất sin cos rồi, đúng không ạ? Đấy, thì cái tập xác định của hàm này, tập xác định của thằng này cũng là R. Tập xác định của nó là R. Nên là chúng ta có thể dùng cái điều kiện có nghiệm ở đây, đúng không? Điều kiện có nghiệm ở đây thì nếu mà là bài trắc nghiệm thì chúng ta có thể tính nhanh một chút, đúng không? Nó có là 2 bình này cộng với 1 bình lớn hơn hoặc bằng y bình. Đấy. Tương đương với cái này là 5 lớn hơn hoặc bằng y bình. Hay nói cách khác là ở đây chúng ta tìm được y lớn hơn hoặc bằng trừ căn 5, nhỏ hơn hoặc bằng căn 5.
Như vậy chúng ta sẽ, đương nhiên là chúng ta vẫn phải xét cái dấu bằng xảy ra. Đấy. Nhưng mà về mặt trắc nghiệm, khi người ta hỏi giá trị lớn nhất nhỏ nhất thì chúng ta có thể trả lời được là giá trị nhỏ nhất là bằng trừ căn 5, giá trị lớn nhất là bằng căn 5. Tôi lưu ý các bạn là luôn luôn nó tồn tại cái giá trị của x rồi, bởi vì khi các bạn thay thế cái điều kiện này cũng chính là điều kiện chỉ ra cái sự tồn tại của x. Đấy. Đấy nhá. Thì về mặt trình bày tự luận thì đương nhiên các bạn sẽ phải trình bày như cái bài trên, còn về mặt trắc nghiệm thì các bạn có thể làm nhanh như vậy. Nó sẽ rất là nhanh đối với cái bài toán trắc nghiệm khi các bạn biết cách làm. Bây giờ tôi sẽ chuyển qua phần C. C thì các bạn thấy rằng là nó lại có một chút khác biệt so với hai phần vừa rồi, đó là có thêm cái số âm 1 kia, các bạn nhìn thấy sin 3x này, cộng với lại căn bằng 3 nhân với lại cos 3x. Đấy, nó có thêm cái số âm 1 này. Vậy cái số âm 1 này chúng ta sẽ xử lý làm sao? Đương nhiên thì chúng ta sẽ tìm tập xác định của nó là R này. Đấy, tập xác định của nó vẫn là R. Chúng ta sẽ chuyển cái âm 1 này từ vế bên phải sang với bên trái, khi đó chúng ta sẽ hình thành được cái phương trình đó là 4 sin 3x cộng với lại căn 3 cos của 3x bằng y cộng với 1. Đấy. Như vậy thì cái điều kiện để phương trình có nghiệm. Đấy, chúng ta sử dụng điều kiện có nghiệm. Nó chính là cái gì ạ? Chúng ta có là 4 bình cộng với lại căn 3 bình phương thì phải lớn hơn hoặc bằng y cộng 1 tất cả bình. Đấy, các bạn không nên khai triển cái này nhé. Các bạn cứ để nguyên, sau đó các bạn dùng cái giá trị tuyệt đối thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đúng không ạ? Chúng ta viết lại một chút là y cộng 1 tất cả bình thì nhỏ hơn hoặc bằng 16 cộng với 3 là 19. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái giá trị tuyệt đối này, y cộng 1 giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng căn 19 thôi. Đấy, và đương nhiên đến đây chúng ta có được là y cộng 1 nó sẽ lớn hơn hoặc bằng căn 19 trừ căn 19, nhỏ hơn hoặc bằng căn 19. Đấy. Y, từ đây chúng ta tìm ra y, chuyển vế đổi dấu, căn 19 trừ 1. Còn cái này là trừ căn 19 trừ 1. Đấy. Khi đó chúng ta sẽ tìm được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Đương nhiên là chúng ta cũng phải giải tìm ra x rồi, đúng không? Đấy. Bước tìm ra x nữa thì cái này các bạn sẽ tự thực hiện. Chúng ta cứ nhớ rằng là hiện nay chúng ta đã làm nhiều với cái bài tập trắc nghiệm thì chúng ta sẽ đẩy nhanh được cái tốc độ lên. Giá trị lớn nhất của y là bằng căn 19 trừ 1. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là bằng trừ căn 19 trừ 1. Đấy. Thì ở đây cũng có một cái sự khác biệt khi mà tôi nêu ra cho các bạn ấy, là các bạn phải để ý vào cái số 1 này, chúng ta có thể chuyển để cho nó về đúng cái dạng cái phương trình bậc nhất sinh cốt của mình. Đấy. Tiếp tục, bây giờ chúng ta chuyển qua cái phần D. Chúng ta xem là có cái sự khác biệt gì không. Rõ ràng là trong phần D này, khi các bạn nhìn vào cái phương trình này, các bạn sẽ thấy được là nó chưa phải cái đúng cái dạng, đúng không? Hàm số của mình nó chưa đúng cái dạng giống như ba cái bài trên. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ đưa nó về đúng dạng như thế nào? 2 cos x cộng với 1 nhân với sin x cộng với lại cos x cộng với 2. Thì ở đây các bạn thấy là cái mẫu này luôn luôn khác không rồi. Tại sao lại cái mẫu luôn khác không, thì các bạn để ý rằng là chúng ta có thể dựa vào cái bất đẳng thức để đánh giá thằng sin x này, sin x cộng với cos x của mình ấy, thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng trừ căn 2, nhỏ hơn hoặc bằng căn 2, nên là khi cộng với lại 2 thì nó luôn luôn dương. Vì vậy là cái tập xác định của mình ấy, tập xác định của mình ở đây là d bằng r, tập xác định là r. Đấy. Cái này thì các bạn dựa trên bất đẳng thức Boolean đánh giá cũng được. Rồi, đến đây thì chúng ta biến đổi một chút, sau khi có cái điều kiện là mẫu luôn dương rồi, tập xác định là r, chúng ta quy đồng lên thì khi đó chúng ta có là y sin x này. Đó, cộng với y cos x quy đồng lên. Nhân với cộng với 2y bằng sin x cộng với lại 2 cos x trừ đi 1.
à cộng 1 xin lỗi các bạn. Đấy. Đến đây chúng ta lại biến đổi về đúng dạng phương trình bằng cách chuyển hết sang một vế thôi. Đấy, khi đó chúng ta được là y trừ 1 nhân với sin x cộng với y trừ 2 nhân với cos x sẽ bằng là 1 trừ đi 2y. Đấy, cái điều kiện có nghiệm. Đương nhiên là ở đây AB không đồng thời bằng 0 rồi đúng không? Đấy, y trừ 1 y trừ 2 thì không thể đồng thời bằng 0. Như vậy thì chúng ta có được cái điều kiện có nghiệm của phương trình này là y trừ đi 1 tất cả bình cộng với y trừ 2 tất cả bình phải lớn hơn hoặc bằng 1 trừ 2y tất cả bình. Cái này thì các bạn cứ khai triển ra y bình trừ 2y cộng 1 cộng với y bình trừ đi 4y cộng 4 lớn hơn hoặc bằng 1 trừ đi 4y cộng với lại 4y bình. Đấy. Bây giờ thì chúng ta chuyển vế đổi dấu và rút gọn nó đi. Thì đó chúng ta sẽ được là 4y bình 2y bình. 2y bình cái này 4y bình hết như vậy là còn cộng với 2y. Cộng với 2y. 1 rút gọn hết vậy trừ 4 này. Lớn hơn hoặc nhỏ hơn hoặc bằng. Dấu của chúng ta phải đổi đi, nhỏ hơn hoặc bằng 0. À, rút gọn đi một chút thì các bạn sẽ có được là y bình cộng với y trừ 2 nhỏ hơn bằng 0. Cái này có cái vế bên tay trái có hai nghiệm là 1 và âm 2. Như vậy thì giải cái bất phương trình này chúng ta được là y lớn hơn hoặc bằng âm 2 nhỏ hơn hoặc bằng 1. Đấy, rất nhanh chóng chúng ta có được cái kết quả này. Và đương nhiên chúng ta sẽ thay ngược lại giá trị y để tìm giá trị của x xem nó tồn tại không. Thì trong trường hợp này các bạn sẽ thấy là nó tồn tại và chúng ta có thể kết luận rằng là giá trị của x, giá trị lớn nhất của y chính là bằng 1 và giá trị nhỏ nhất của y là bằng âm 2. Đấy. Tôi nhắc lại là các bạn phải có thêm một cái động tác, đó là các bạn thay các cái giá trị này vào để các bạn tìm cái giá trị của x. Đấy, thì nó mới hợp lý. Và đương nhiên các bạn sẽ tìm được cái giá trị của x ngay. Điều tồn tại cái giá trị của x thì mới có giá trị lớn nhất, có giá trị nhỏ nhất trong trường hợp này. Đấy, còn không thì chúng ta lại sẽ tìm kiểu khác. Và đây là một trong cái cách rất là nhanh để chúng ta tìm được cái giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất của cái hàm số này. Ngoài ra thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ còn những cái cách khác nữa, ví dụ như là đưa về tam thức bậc 2 hoặc là đưa về các cái dạng hàm số để chúng ta xét. Cụ thể là chúng ta sẽ dùng cái công thức nhân đôi, ví dụ như là chúng ta đưa cái sin x ở đây thì theo cái công thức chia đôi, xin lỗi các bạn, nó sẽ bằng 2t trên 1 cộng với t bình và cos x thì bằng là 1 trừ đi t bình chia cho 1 cộng với t bình, với t ở đây là bằng tan của x trên 2. Đấy, chúng ta có thể đưa về, khi mà thay cái thằng này vào đây thì chúng ta sẽ được một cái hàm số dưới dạng là phân thức, nhưng mà nó cũng có thể giải được. Đối với các bạn thì sẽ khó khăn một chút, nhưng mà đối với các bạn lớp 12 khi chúng ta có công cụ đạo hàm rồi thì nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì tôi vẫn đánh giá rằng là cái cách dùng cái phương trình này đó là cái cách nhanh nhất và các bạn có thể làm thuận lợi nhất. Video thì xin được phép tạm dừng tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Đừng quên like và chia sẻ video nếu các bạn cảm thấy video có ích. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.